young artist, a very young member of the group from Philippines, and he is getting the prize for the young, amazing, talented artist. Và xin quý vị hãy tiếp tục dành những tràng pháo tay để chúc mừng cho các nghệ sĩ ạ. Vâng, chúng ta có đạo diễn xuất sắc nhất, nghệ sĩ Nguyễn Phương Nhi. Tạo hình con rối xuất sắc nhất đến từ đại diện của Lào. Trang trí sân khấu xuất sắc nhất là nghệ sĩ Ngô Thắng của nhà hát múa rối Việt Nam. Phần âm nhạc cũng xuất sắc nhất dành cho đại diện đến từ Campuchia. Trang phục xuất sắc nhất là đoàn phường múa rối của Thái Lan và một nghệ sĩ rất là trẻ đến từ Philippines. Lần nữa chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt và rộn rã để cùng cảm ơn các nghệ sĩ đã tỏa sáng trên sân khấu. Chúc mừng nghệ thuật âu cơ nhà hát ca múa nhạc quốc gia Việt Nam, thủ đô Hà Nội. Once again, congratulations to your success. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ngài Rob Petrovic, giám đốc của lễ hội múa rối quốc tế và các nghệ sĩ. Thank you so much and congratulations one more time. Congratulations. Thank you. Thank you.